sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 53. Trên thế giới có gần 8 tỷ người và được chia làm hai thái cực khác nhau: người chơi loa xịn và người chơi loa không xịn. Và để tăng số lượng người chơi loa xịn thì nay Thuấn Audio sẽ giới thiệu đến mọi người cặp loa quá trời xịn. Xin chào các tín đồ audio chân chính. Mình là Mr. Đơ. Hôm nay mình sẽ đại diện cho Thuấn Audio giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Mission ZX1, là đại diện của series ZX, đến từ hãng La Mission, đến từ Anh và xuất hiện từ những năm 1970. Cũng đồng nghĩa Mission đã được 53 tuổi rồi đấy. ZX là series mới nhất và hiện đại nhất của Mission, tích hợp công nghệ mới nhất nhưng vẫn ưu tiên tối ưu âm thanh ở mức toàn diện. Không những vậy mà ngoại hình vẫn mang được sự hiện đại và sang trọng cần thiết của một đôi loa xịn đắt tiền để phát triển một kết cấu thùng cho phù hợp với hệ thống của cũ loa này. Mission đã có một phương pháp đặc biệt gia cố bên trong thùng loa, đảm bảo cho màn loa bass đáp ứng chính xác theo sóng âm. Âm trầm sẽ có độ động ấn tượng, chi tiết, mạch lạc và rộng mở. Thùng loa Mission ZX1 được vuốt cong về phía sau giúp chống hiện tượng sóng đứng khi trình diễn, đồng thời tạo cho loa có vẻ ngoài thanh thoát, mềm mại hơn, phù hợp với nhiều thiết kế nội thất trong gia đình. Các sản phẩm ZX đều có khả năng trình diễn và trưng bày vượt tầm giá. Thuấn Audio cũng đang sở hữu các chính sách giảm giá siêu ngon dành cho quý anh em đam mê audio. Liên hệ ngay để trở thành những người sở hữu loa ngon và xịn trên thế giới. Mua tại Thuấn thì được thêm cái rẻ nữa, quá ngon. Xin chào mọi người.